Cái cá nhiều quá nó chiếm lớn á. Này anh không quay hướng lại hả? Sao anh quay cái lưng lại hả? Mặt hướng vô rồi hả? Cái lưng anh phò đó như vậy đó. Để được con nào chưa? Thả lưới thế hả? Con mà món gì nên nướng con không cá hả? Tụp á. Cái nhỏ đâu? Cái nhỏ đâu, cái lớn không có. Nói không, để em 2-3 phút cho nha. Ôi đây, dính con cá nè. Dính được con này. Ôi, chạy trời. Ồ, cá chạy luôn. Chạy bốn được luôn. Được không? Dính con. Em đâu bắn lại. Ngon
mơ nó dính còn dính thiệt không? Nó dính là dính một anh nháy à? Tắm nữa hả? Em muốn tắm. Đường cá bự quá không tôi đây đường cá bự đây rồi đây quay vô này cầm lưới lên rồi trời mình ngu quá. Ủa anh làm buông ra hả? Không. Rồi sao? Thì thu lại thôi. Thu sao? Thu theo cái phao á. Thu rồi mà ta. Lấy cầm đồ. Đồ. Thu cái gì vậy? Thu giòn gì vậy? Con chờ bắt nhiều cá không? Dạ không, con một con nhím chú. Cái này nhớ chân dưới là bỏ hai người ở đầu ấy. Chú ý bỏ vào rồi. Cá nó đàn nhỏ nhỏ thôi, cá to chuối lắm này. Con này chẳng hai cái tay thôi.